Xin chào các anh chị và các bạn. Tôi Phương Tứ Hàng, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bài 8 thức ăn tiếng Hàn sơ cấp các anh chị các bạn. Thì khóa tiếng Hàn sơ cấp chúng ta sẽ có 15 bài. 15 bài sẽ xoay quanh những cái từ vựng sơ cấp mà các anh chị các bạn có thể luyện theo tôi từ ngữ pháp, từ vựng ngữ pháp, tập nói, tập đọc, tập viết, thậm chí mình học về văn hóa Hàn Quốc luôn. Thì rất là hay. Thì tôi làm chủ series như thế này thì các anh chị các bạn có thể học từ A đến Z, là bắt đầu từ cơ bản cho đến nâng cao. Hãy đón xem những video tiếp theo của tôi ạ. Và chúng ta sẽ vô bài. Đầu tiên chúng ta sẽ học về từ vựng umsik. Umsik là thức ăn ha. Thực phẩm, thực chất là đúng nghĩa từ Hán đó là umsik là thực phẩm ha. Hàn Quốc umsik. Sikpum mới là thực phẩm. Sikpum là thực phẩm mà các anh chị quên. Sik là thực nè. Phum là phẩm ha. Ẩm sik mình ra là ẩm thực mới đúng á, ẩm thực mới đúng ha. Sik phum là thực phẩm nè. Rồi. Ẩm lẩm ha. Ở đây mình bạp, bạp Hàn Quốc ẩm sik, thức ăn Hàn Quốc dùng có bạp, gọi là bạp là cơm, cúc là canh ha. Kim chi mọi người đi ăn hóa Hàn Quốc thì cái này rất là nhiều. Bulgogi là món ăn bulgogi, thịt bò gồm có mì miếng miếng rất là dài ha, làm nhiều món bulgogi này cũng dễ ăn ngon ha. Ramen là mì gói, món này đặc biệt Hàn Quốc có nè. Kim chi là mình cũng có thể làm được kim chi đúng không. Samgyeopsal thịt ba chỉ. Ba chỉ là gì? Sal là thịt nè, chớp là lớp nè, sam là lớp nè, ba là ba nè, ba lớp thịt ba lớp tức là ba chỉ sam cấp sal ha. Kim chi chike canh kim chi ha, chike là canh kim chi các anh chị các bạn. Canh bi thang, canh bi thang là súp sườn bò, canh bi là sườn ha, thang là súp. Danjang chike là canh tương, canh đậu tương của Hàn Quốc, là đậu tương đỏ đỏ. Các anh chị các bạn ăn, bữa nay tôi sẽ quay video giới thiệu các món ăn của Hàn Quốc ở nhà hàng cho các anh chị các bạn xem ha. Kèm vào đó thì gồm có bibimbap. Bibimbap là gì? Món cơm trộn hay bibimbap? Bibimbap. Naengmyeon là món mì lạnh. Sau này tôi sẽ quay video, bữa nào mà đi ăn quán Hàn Quốc thì tôi sẽ video đưa thêm vô đây để các anh chị các bạn có thể biết các món luôn. Naengmyeon là mì lạnh ha. Tteok là bánh tteok ha. Samgyetang là hầm sâm. Samgyetang là hầm sâm. Bốc cơm bạp, cơm chiên ha. Bốc cơm là hỗn hợp, mixing. Bốc cơm bạp, cơm chiên, cơm rang ha. Cành bi là món sườn nướng ha. Cúc su là mì, cúc su là mì ha các anh chị các bạn. Rồi, chúng ta phải học qua những từ vựng liên quan về mùi vị. Mát, mát là vị ha. Masita, masita với chữ sờ qua masita là ngon. Masopta là masopta ha. Masopta là masita, có thể đọc như vậy thì dễ hơn ha. Tan ta là ngọt, tan ta là ngọt, sư ta là đắng, cha ta là mặn, mà si ta là tụ chua, mép ta là cay, xin cấp ta là lạc. Sorry các anh chị các bạn ha. Sít tăng vân đơn ở huy, những từ có liên quan về quán ăn thì chúng ta sẽ có sukkarak là sukkarak, sukkarak su là thìa muỗng ha, chất karak là đũa ha. Menu tiếng Anh đó, menu thực đơn, menu. Cup là ly, trong y cup là ly giấy ha. Table là bàn ăn tiếng Anh ha. Trong upwell là người phục vụ service trong upwell. Sonim khách hàng. Hấp dân sức là chỗ có hút thuốc lá được ha. Hấp dân là hút thuốc nè. Sức là chỗ ngồi ha. Hấp dân sức là chỗ được hút thuốc lá. Cùm dân sớt, sớt là cùm dân là cấm hút thuốc lá, chỗ cấm hút thuốc lá, giống như máy lạnh thì không hút thuốc, ví dụ vậy. Dân su chân, quả đơn. Chú môn hà tà là gọi món ăn gì? Kê san hà tà là tính toán, tính tiền. Kê san sơ là phiếu tính tiền các anh chị các bạn. Phần từ vựng chúng ta sẽ đọc nhanh và tiếp theo chúng ta sẽ học về, nó có từ vựng tiếp theo. Ca chi là cà tím. Biên là bình. Cô chu là ớt các anh chị các bạn. Cô chu. Bố thông là bình thường. Kresser. Bang là bánh mời. Kitarita là chờ đợi. Kitarita. Sô cơm là muối ha.
남편 아침 녹차 안타 là ngồi, tơ là nữa ha. Ơ sơ là xin mời vào, ơ sơ sơ là xin mời vào đi. Chậm căn man chỉ một lúc thôi, tư xí tạ dùng bữa ha. Đến kính ngữ của mức tạ. Chờ nhất, lemon là chanh. Chầm sim. Mạnh tinh tà làm tạo nên mạnh tinh tà. Chôm, masike, chu là cho, mul là nước. Chuman, banchan món ăn phụ, cha là chả. Chuman, banchan, món ăn phụ là thức ăn đó, banchan mà chan chim tà, món ăn phụ là người Hàn Quốc thì có món ăn phụ thì banchan mà na. Yoki ở đây, giờ đó là nhiều vài, uyu là sữa, xích là thức ăn, insam cha trà sâm, chan là ly, insam cha là trà sâm, cheso là rau ha, cheso coffee, cake, cola, tsuki là đặc biệt ha, hăng sáng là luôn luôn thường xuyên. Chúng ta bước qua phần ngữ pháp cơ bản. Ngữ pháp cơ bản rất là dễ cho tôi sẽ chỉ luôn cho các anh chị các bạn là kết là gắn vào động từ thể hiện là sẽ trong lưu vực mình ha. Nhưng mà cho nên Kolarin Masikeseo tôi sẽ uống chỉ, thêm chữ kết vô nè. Masita thêm chữ kết vô là tôi sẽ uống Coca-Cola. Tôi sẽ ăn cơm thì là mất kết sumita. Anh sẽ mong món gì? Mua sinh tư si kết xeo. Chữ kết là gì ha? Chị anh tha có nghĩa là quyết định là không. Bà pư là động từ bà pư ta chi vô chi anh tha yo. Chú mà đây nên bà pư chi anh tha yo. Tôi không bận vào cuối tuần. Tan là ngọt đúng không? Tan chi anh xin mi ta. Nhớ đọc như vậy các bạn anh chị. Mình nói cũng vậy ha. Cho nên nghĩ cái nè. Kim chi rin nghĩ cái nè. Mất chi nè nghĩ cái nè. Anh xin mi ta. Mình nói gì mới hay. Cho nên kim chi rin mất chi anh xin mi ta. Cái câu nói nó vậy ha. Chúng ta phải bước sau phần xe dỗ thì chữ xe dỗ này có nghĩa là xin vui lòng xin mời, ví dụ như uyu rin chu xe dỗ, hãy cho tôi sửa đi hãy ha, chữ hãy ha. Giờ kia anh chữ xe dỗ hãy ngồi đây đi, giờ tên xe dỗ hắc kêu ếch ô xe dỗ, hãy đến trường vào lúc 8 giờ. Ngữ pháp tiếp theo phần nói luôn, mất phần nói arabosita. Chúng ta vô phần nói là menu, surname, sukarak, chukarak, trung ấp quên, cup chúng ta học rồi đúng không? Cái này mình điền vô thôi. Số 1 là gì nè? Số 1 là ly, là mình nói là gì? Cup, số 1, đúng không? Menu là số mấy đây? Menu, số đây. Surname, đây. Số 4 là số 6 đúng không? 4 là số 6, sukarak, đây. Số 5 chất cơ đắc, số 7 số 6 chứ chờ trong web quên số 3. Hãy liên kết các bức tranh có câu liên quan như là Osocio xin mời vào đây, mình hình nhìn bức tranh là Osocio. Osocio đây lộn nè, mình lộn ha, cho nên mình lộn chút nhỉ. Ở sao sao dự kiến chứ sao buôn cô kia chú sao chấm căn man kia đó chú sao. Cái câu này nó nghĩa là vậy ha, các anh chị các bạn dễ dàng ha, nhìn hình mà mình chấm căn man kia đi sao cũng đợi xíu đi. Tiếng nói tiếp theo muốn tôi xin cái sale ăn gì uống gì ạ? Coffee hành chanh cho sale, cho một ly cà phê đi, bên thêm nóc trà có gì, nóc trà hành chanh cho sale, in sam trà hành chanh cho sale, rút sữa hành chanh cho sale, cola hành chanh hành bơm cho sale ha, mình nói gì ạ? Kim chi chấm tớ cho sale, cho kim chi thêm chút đi nhỉ? Chấm canh man kia tớ đi sale, vui lòng đợi tôi xíu tôi cho đây là kim chi hả? Banchan manchan xin mấy đồ, banchan chấm tớ cho sale. Chấm cái man kia đi xeo, muốn chấm tơ chú xeo, cúc chấm tơ chú xeo, bắp chấm tơ chú xeo, món ăn phụ không phải trả tiền Hàn Quốc nó là vậy ha,
Bún cha là bún chả nè. Bún cha mua ca masiseyo. Cái gì ngon vậy? Bún cha ga masiseyo. Cứ đồm. Cho nên bún cha nên mất kích seo. Tôi ăn bún chả nha. Phở xào. Phở xào. Lemon mùi nữa nước chanh. Bún cô ký. In xăm cha. Thì mọi người sẽ thấy được ha. À, tiếp theo. Chúng ta có phần luyện nói của bài điện thoại ha. 어서오세요. 여기 앉으세요. 원래 뭐라고 말해야 돼? 뭘 드시겠어요? 좀 그냥 그냥 갖다 쓰는 거 거거든요. 어서오세요. 여기 앉으세요. 아, 뭐 드시겠어요? 뭘 드시겠어요? 아, 런 giọng xuống giọng nó hay à. 비빔밥 둘 하고 저 hai phần bibimbap. 불고기 하나 주세요. 아. Một phần bulgogi và hai phần bibimbap nha. 그리고 콜라도 한 병 주세요. Vào cho một liều một lon coca đi. À thì mình thế những cái đoạn đó vô này nha, mọi người có thể. 여기 있습니다. 맛있게 주세요. À mà một đoạn sau một lúc sau thì mọi người đem đồ ăn đến và nói 여기 있어요. 여기 있습니다. 맛있게 주세요. Ăn ngon miệng nha. 여기요. 김치 좀 더 주세요. Với vô lòng kim chi miếng đi. Nè, chấm cảm ơn. 기다리세요. À thì những nội dung này mình có thể bắt chước những này đưa vô tất cả đưa vô đoạn hội thoại này được các chị các bạn à, dễ dàng ha. Tiếp theo là tôi đưa nói về bản tơ ở đâu bút sita đoạn hội thoại tiếp theo. Mua mất cái xeo sẽ ăn gì vậy? Ít ta ngày xưa nên mua ca masis xeo rồi nhà hàng này thì cái gì ngon nhất? Mua ca masis xeo phở ca masis xeo phở là ngon nhất cho nên ít ta ngày xưa hắn sang phở rin mất cười rồi. Tôi thì thường đa số là luôn luôn là ăn phở ở quán này đúng không, ở nhà hàng này. Krom cho nên phở rin mất cái xeo vậy thì tôi ăn phở thôi chứ tôi vô tôi cũng vậy hè. À thì mình thấy nó những cái loại món này vô phở bò nè, phở bơ, phở gà nè, phở sao nè, chao ca nè, chao ca bún chả, bia nè, bia Hà Nội, bia ba ba ba. À, nước chai, nước chan, nước cam, nước châu. Các bạn nghe thấy tôi đọc giống như vậy không? Mọi người Việt người hàng hàng sẽ nói về nước cam, tao không đọc giống mình ha. À, nước chai, nước châu, nước châu là nước dầu ha, nước châu, nước dầu. Thì bài học đến hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi phần luyện nói, phần luyện nghe với phần luyện đọc và phần viết. Sẽ hẹn các anh chị các bạn ở video tiếp theo.